Đêm thứ hai, Dầu và mèo tám đuôi. Chuyện thứ nhất, Dầu. Bạn tôi cười nói: mỗi người đều có một khát vọng được xinh đẹp, nhất là con gái đấy. Họ tuyệt đối sẽ không phải như loại bạch nham tùng khát vọng tuổi già đâu. Các nàng sẽ tìm lượng lớn tiền tài cùng thời gian đặt trên da mặt hoặc là những bộ vị thân thể khác. Đây là tính thông thường của con gái mà. Tôi cũng không biết cậu ta từng tiếp xúc với những loại nữ giới gì, nhưng cậu ta nói vẫn rất có đạo lý. Tôi đã từng gặp một cô gái, cô ấy rất đẹp, thuộc về loại ngũ quan đoan chính, khéo léo mà tinh xảo, vóc người cũng rất tốt, vừa có sự mảnh khảnh của nữ giới phương Đông, nhưng cũng không mất đi sự đầy đặn. Quả thật là giảm một phần thành quá gầy, tăng một phân thành quá béo. Nhưng mà Thượng Đế mở ra cánh cửa sổ sẽ đóng lại một cánh cửa khác. Cô ấy có một khuyết điểm không cách nào trốn tránh được. Da của cô ấy hơi đen. Mặc dù đen là khỏe mạnh, nhưng cô ấy tựa hồ do di truyền. Kỳ thật, chúng ta thường nói rằng người quốc gia khác nhau có kỳ thị chủng tộc khác nhau. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chúng ta là loài xa lánh những ngoại tộc bất đồng với chúng ta nhất. Cô ấy thường xuyên bị đồng nghiệp giễu cợt, kể cả một vài gã đàn ông. Mặc dù có chàng trai nào muốn theo đuổi cô ấy, nhưng giữa miệng đời cũng sẽ lùi bước. Càng buồn cười chính là công việc của cô ấy cách quầy bán mỹ phẩm chỉ có vài bước. Việc này làm cô ấy khổ sở, nhưng mà cuộc sống cứ phải tiếp diễn. Cô ấy tên Mai, cũng cứ như vậy tiếp tục sống mãi đến ngày đó. Khi Mai đang nói chuyện với tớ, cả người đều run rẩy, cơ hồ rất khó nói ra một câu đầy đủ. Tớ không quan tâm đến phép lịch sự bình thường, dừng lại ôm cô ấy. Nói đến đây, tôi cười nhìn cậu bạn. Cậu ta cũng cười nói: đừng hiểu lầm, chỉ muốn an ủi cô ấy. Ôm là sự tiếp xúc thân thể, khiến người ta thả lỏng nhất đấy mà. Bình tĩnh thật lâu, cô ấy mới có thể tiếp tục kể lại câu chuyện của mình. Đó là một buổi cuối tuần bình thường. Mai một mình, một người, khoác túi sách, cầm dù che nắng đi trên đường dành cho người đi bộ. Không ngờ đụng phải một cô gái khác. Cô gái nhìn Mai một chút, giọng điệu trào phúng nói rằng: đen còn che dù làm gì dư thừa. Nói xong quay đầu bước đi. Mai tức giận suýt khóc. Vóc người béo có thể giảm, ngũ quan che lệch có thể chỉnh, nhưng màu da từ trong bụng mẹ đã được sinh sẵn rồi. Mai không tin mỹ phẩm trắng đẹp này đám chị em bày bán hàng ngày, hiển nhiên biết dùng chỉ uổng công tốn tiền. Nghĩ đến đây, Mai liền vô cùng uể oải, bước đi không mục đích. Thình lình có một chiếc xe xa hoa lướt qua bên người, một tiếng đậu cạnh Mai, dọa Mai sợ giật cả mình. Mai vừa muốn mắng, liền thấy trên ô tô bước xuống một người tuổi trẻ mặc quần áo nghiên cứu. Thanh niên xem chừng so với Mai lớn hơn vài tuổi, nhưng dáng người cao lớn, hơn nữa tướng mạo anh tuấn. Anh ta trước sau nhìn chăm chú vào mặt Mai, nhìn đến Mai cảm thấy xấu hổ. Cô vô thức xoay người, nhưng thân thể như trước vẫn cảm giác được ánh mắt như lửa đốt của thanh niên. Thanh niên làm một động tác xin lỗi: ờ thật ngại quá, làm cô hoảng sợ rồi. Mai tận lực tỏ vẻ ôn tồn hữu lễ, mặc dù việc đó cùng cá tính bình thường của cô không khớp nhau. Không, hoàn hảo. Anh có chuyện gì sao? Cô có vui lòng ăn cùng tôi bữa cơm không? Sự tình cờ đôi khi tiến triển thuận lợi như vậy. Mai cùng vị thanh niên tên Triển Việt này thoáng cái trở thành bạn tốt, không giấu gì nhau nhiều. Mai không nhịn được cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa. Có lẽ mất đi một vài thứ nhất định sẽ ở những mặt khác nhận được bồi thường. Đồng nghiệp bên cạnh đều hâm mộ Mai tìm được bạn trai vừa đẹp vừa giàu có như vậy. Thế nên bọn họ thường xuyên cầm dù tới lui trên đường cái, hy vọng có thể có một công tử vũ gia nào đó nhìn thấy bọn họ. Nhưng mà việc này nhiều nhất chỉ dẫn tới vài vụ tắc nghẽn giao thông thôi. Vào một buổi hẹn hò tràn ngập tình yêu, Triển Việt bỗng dưng dịu dàng nói với Mai: Mai, em biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy anh liền yêu em không? Mai cười nói: không biết, có lẽ là thần linh an bài à? Không, bởi vì em lớn lên quá giống một cô gái thanh mai trúc mã trước kia của anh. Em có đôi mắt to, mũi thẳng tắp, cùng cái miệng tinh nghịch giống cô ấy. Mai có chút không hài lòng, hóa ra mình chỉ là thế thân mà thôi. Cô bất mãn nói: vậy
Anh tìm em làm gì? Cô gái kia đâu? Cô ấy đi rồi. Triển Việt vẻ mặt ảm đạm nói. Thấy Triển Việt không vui, Mai cũng có chút khổ sở. Dù sao chàng trai nhớ bạn cũ cũng rất khó được. Việc này chẳng phải minh chứng là anh ấy si tình sao? Vừa nghĩ vậy, Mai ngược lại cao hứng. Triển Việt đột nhiên nói, kỳ thật cùng em một chỗ, anh cơ hồ quên mất cô ấy. Đúng rồi Mai, em chẳng phải thường phàn nàn ra mình không tốt à? Nhà anh có phương thức điều chế tổ truyền, là một loại dầu làm trắng da, rất có hiệu quả. Bằng không em thử xem sao. Có tác dụng không? Em thử qua nhiều phương pháp cũng không thấy hiệu quả gì đâu. Mai không muốn cự tuyệt ý tốt của Triển Việt, nhưng đối với những loại thuốc này không mấy tin tưởng. Em cứ tin anh đi, nhất định có tác dụng. Hôm nay vừa vặn anh có mang một chút. Em cầm dùng thử đi, hiệu quả tốt, cứ tiếp tục mà dùng. Nếu da Mai của chúng ta trắng ra, trở thành cô gái xinh đẹp nhất thiên hạ rồi. Mai không cự tuyệt nữa, tiếp nhận một bình nhỏ màu đen Triển Việt đưa cho cô. Có lẽ phương thuốc cổ truyền đều thần bí như vậy, giống như nước thuốc của bà phù thủy trong chuyện cổ tích, tràn ngập lực hấp dẫn và bí ẩn. Sau khi Mai về nhà thử quét trên tay một ít, quả thật tính mạnh, hơn nữa ngửi vào là lạ, tự hồ chỉ có một loại cảm giác là gai mũi, song hiệu quả cũng rất tốt. Ngày thứ hai, phần da tay thoa liền có thay đổi rõ ràng so với những nơi khác, Mai cũng yên tâm thoa lên mặt. Mấy ngày nay, người nhà đồng nghiệp của Mai đều trừng to mắt nhìn Mai, cơ hồ không quen cô, có cơm bột trắng che ba xấu. Như Mai vậy, vốn là một cô gái xinh đẹp, da vừa trắng, liền vừa chói mắt như hoa hậu. Những người trước kia từng cười nhạo cô đều trốn một bên âm thầm, nhìn ra mình lại nhìn ra Mai. Đối nghịch rõ ràng tựa như mực cùng tuyết trắng, cũng nhịn không được tận lực đem những nơi lộ ra khỏi quần áo che mất. Mọi người một bên đồng thanh tán dương, một bên hỏi bí quyết làm trắng. Mai chỉ cười không đáp, trong lòng thầm cảm kích Triển Việt. Hôm nay đến nhà anh nhé, chúng ta ăn cơm bữa tối dưới ánh nến được không? Triển Việt nhìn Mai càng ngày càng trắng, ánh mắt có chút tàn rã. Ừ, được. Đây là lần đầu tiên em đến đó, buổi tối em sẽ trang điểm lại một chút. Quả thật, hai người quen biết đã lâu, Mai chưa bao giờ đến nhà Triển Việt. Về phần nghỉ ngơi ở đâu càng không thể nào biết được. Phong cảnh buổi tối luôn luôn vô cùng tốt đẹp, nhưng mang theo chút cảm giác bất an. Ngồi trong xe, Mai bị tốc độ xe mang theo gió thốc tới, đến mở không ra mắt, chỉ biết đã lái xe thật lâu. Lâu đến nỗi Mai không biết đây là nơi nào, cảnh sắc trước mắt cũng thật xa lạ. Tới rồi. Xe của Triển Việt ngừng lại bên một khu nhà biệt thự. Anh ta đem xe lái vào gara, sau đó cầm tay Mai đi vào. Mai cảm giác nơi này rất lạnh, mặc dù hiện giờ mới giữa tháng 8. Mai nhìn bên cạnh, cơ hồ không còn nơi nào khác. Chung quanh trống trải, chỉ có một tòa nhà này của Triển Việt. Mà ngoại hình của ngôi nhà cũng là hình chữ nhật thẳng. Nếu mà nói khó nghe hơn, xa xa nhìn lại, căn nhà tựa như là bia mộ dựng sừng sững ở nơi này. Tay được Triển Việt nắm có chút ẩm ướt, có lẽ là khẩn trương. Nam nữ trẻ tuổi sau bữa cơm chiều ở chung một phòng, có lẽ sẽ thuận lý, thành chương mà đến với nhau. Mai không phải cô gái bảo thủ, nhưng tuyệt đối không phải người phóng khoáng. Mặc dù cô ngay từ ngày đầu quen biết đã sớm chuẩn bị, chẳng qua ngày này thực sự tới, cô vẫn rất hồi hộp. Dù sao đây là người bạn trai đầu tiên ở chung với cô. Vào trong rồi mới phát hiện, bên trong khu biệt thự thực sự rất hoa lệ, có rất nhiều đồ cổ, danh họa Mai không kể tên được. Bên trong phòng khách bày một bàn ăn thật dài, trên bàn ăn có đủ loại mỹ thực như thịt bò, tôm hùm, ngỗng nướng rượu đỏ. Bên cạnh là một lò sưởi đang cháy bập bùng. Đến đây Mai. Triển Việt làm một động tác mời, hai người ngồi xuống trước bàn ăn. Thức ăn rất ngon, Triển Việt tự hồ rất vui vẻ, khẩu vị rất tốt. Nhưng Mai không tập trung được vào thức ăn trên bàn, một bên dùng ánh mắt liếc Triển Việt. Hơn nữa, Mai tự hồ cảm giác căn nhà lớn như vậy dường như ngay cả một người hầu cũng không có. Bình thường chỉ có mình anh ở căn nhà lớn như vậy à? Không sợ sao? Không, hẳn không thể tính là một mình đâu. Triển Việt nhìn Mai, chỉ ít thì từ hôm nay trở đi anh sẽ không ở một mình nữa, có em ở cùng anh rồi. Mặt Mai nóng bừng lên,
tựa đỏ như ly rượu vang. Rượu có thể say lòng người, mặt mai trong trắng, lộ hồng đồng dạng cũng có thể say lòng người. Chỉ Việt cơ hồ nhìn đến ngây ngốc, anh ta đứng dậy đi tới ôm Mai. Mai bị Triển ôm rất chặt, thở phì phò. Em muốn tắm rửa trước. Triển Việt do dự một chút, sau đó chỉ phía trên. Lầu 2, bên trái gian thứ 3 là phòng tắm, bên trong có bồn đấy. Mai vội chạy đi, trước khi chạy lên lầu còn hướng Triển Việt làm mặt quỷ. Em lập tức tới ngay. Triển Việt nhìn bóng lưng của Mai, trên mặt không có biểu cảm, chỉ đem ly rượu uống một mình hơi cạn sạch. Mai chạy lên lầu 2, bước qua từng gian phòng. Bỗng dưng cô ngửi được một luồng mùi rất gay mũi, đồng thời rất quen thuộc, từ một phòng nhỏ cạnh thổi qua. Mai biết đây là loại mùi của dầu làm trắng Triển Việt đưa cho cô. Mai không biết sức mạnh gì thúc giục, cô không đến phòng tắm mà từng bước đi về hướng gian phòng nọ. Càng đến gần, loại mùi càng nặng. Đợi đến được cửa, Mai đã nhịn không được muốn bịt mũi, bởi vì mùi này tựa hồ không chỉ khó ngửi, hơn nữa còn có chút gay mắt. Mai vặn nắm cửa, tốt quá, cửa không khóa. Cô nhìn bốn phía, phòng trừng Tiến Việt, tưởng rằng cô đã đi tắm. Dù sao chỉ nhìn một chút, xem bài thuốc gia truyền của tổ tiên anh ấy là gì. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, nhất là phụ nữ. Nói tới đây, Mai khựng lại một chút, hít sâu một hơi. Phòng không lớn, nhưng tràn ngập loại mùi này, rất thối, thậm chí có chút cay mắt. Mai nghĩ dường như quá nhiều các loại nước hoa nồng nặc trộn lẫn sẽ hôi thôi. Có lẽ loại này cũng vậy, nhưng loại mùi này rất giống loại mùi tương tự thịt hư biến chất. Mai nhìn quanh dưới phòng, cả căn phòng trải sàn màu xanh lá cây. Phòng chỉ có một lọ màu đen, lọ kia tựa hồ đang hứng một thứ gì đó chảy ra từ một cái dương thật lớn. Phòng trường chính là loại dầu này. Mai đến gần dương kia rồi, cái dương dài cỡ nửa người đang đặt ngang ở góc phòng. Mai mới đi tới đó, dùng chút sức đẩy nắp. Tốt quá, nắp không khóa lại hoặc đóng chết. Nhưng nắp rất nặng, cũng không biết là gì. Mai mất rất nhiều công sức mới đẩy ra được một khe hở hẹp. Mai dùng điện thoại di động của mình xem những nguồn ánh sáng chiếu vào trong, xem thử bên trong có thứ gì. Phỏng chừng cả đời Mai cũng không thể quên được thứ mình thấy. Ánh sáng màu xanh lam nhạt của điện thoại vừa vặn chiếu vào một con mắt. Đúng, đúng vậy, là một con mắt. Hơn nữa là một con mắt của nữ giới. Một con mắt đang mở, mang theo oán khí, cùng không cam lòng cực mạnh. Mai sợ liền lùi vài bước chân, chân mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất. Nữ chính trong phòng khi phát hiện chuyện gì khủng khiếp thường sẽ hét chói tai. Mai cũng cho là vậy, nhưng hiện giờ cô đã biết rõ, con người khi gặp phải chuyện khủng khiếp chân chính sẽ không thét chói tai, mà là nói không nên lời, phát không ra được âm thanh nào. Mai lập tức đứng dậy xoay người muốn rời đi, nhưng cô lập tức khựng lại, bởi vì Triển Việt đứng gần cửa, cầm trong tay một sợi dây. Trên mặt người đàn ông đã không còn vẻ dịu dàng hiền lành ngày thường, thay vào đó chính là lãnh khốc cùng hờ hững. Tại sao cô phải mở cửa gian phòng này? Nếu không có Tiếu Tuyết, nếu không quen biết Tiếu Tuyết, tôi có thể thực sự yêu cô. Tôi vốn định không để cô chết trong đau khổ, nhưng lòng hiếu kỳ của cô đã chọc giận tôi rồi. Cô đã muốn biết, tôi sẽ nói toàn bộ cho cô biết. Triển Việt xoải bước chân nhanh tới, một phen dùng dây trói Mai lại, sau đó tự mình đi tới trước cái dương kia quỳ xuống, nhưng đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa như đang nói với Mai. Tôi cùng Tiểu Tuyết từ nhỏ quen biết nhau. Cô ấy hoàn toàn là một cô gái thiện lương, không hề có tâm kế gì. Tôi xuất thân danh môn, cô ấy cũng từng như vậy. Nhưng sau khi tôi lớn lên, công việc làm ăn của gia tộc cô ấy suy tàn, giống như cái mà chúng ta gọi là phú hào tiền tới, đã nhanh đi còn nhanh hơn. Rất nhanh, nhà Tiểu Tuyết liền trắng tay, thậm chí còn mắc nợ khắp nơi nữa. Cha cô ấy không chịu nổi đả kích, nhảy lầu tự sát. Mẹ cô ấy phát điên. Cô ấy không thể làm gì khác hơn là từ bỏ học nghiệp đại học của mình để giúp mẹ. Tôi muốn giúp cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ nguyện ý tiếp nhận sự giúp đỡ của tôi. Cô ấy là một cô gái cực kỳ tự lập tự cường. Chúng tôi quyết định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn, nhưng mà cha tôi không đồng ý.
Ông hy vọng tôi kết hôn với con gái của nhóm bạn làm ăn của ông. Trăm chiều bất đắc dĩ, tôi muốn gọi Tiểu Tuyết cùng bỏ trốn, nhưng cô ấy không bỏ xuống được người mẹ điên của mình. Có lẽ khi đó nếu chúng tôi đi rồi, sẽ không gặp thảm kịch về sau. Thanh âm của Triển Việt mang theo giọng nghẹn ngào. Mai rất sợ hãi, cô không biết người trước mặt tới cùng muốn làm cái gì, nhưng cô đoán được người trong hộp này phỏng chừng chính là Tiếu Tuyết. Tôi cuối cùng vẫn kết hôn với người tôi không thương. Về sau mẹ của Tiếu Tuyết chết đi, chúng tôi lại ở cùng với nhau. Tiếu Tuyết không cầu danh phận gì cả, chỉ hy vọng tôi có thể dành chút thời gian với cô ấy. Nhưng rất nhanh việc này bị vợ tôi cùng người nhà biết. Cô ta mang người đến nhục mạ cô ấy, mắng nhiếc đánh đập cô ấy. Ngày thứ hai, Tiếu Tuyết liền uống thuốc độc tự vẫn. Tôi vĩnh viễn mất đi cô ấy. Nhưng mà tôi nhìn thấy cô, cô lớn lên quá giống Tiếu Tuyết. Triển Việt đứng dậy, đem nắp hộp đẩy ra, mà rốt cuộc nhìn thấy toàn bộ người bên trong. Đó là một thi thể thối rữa cao độ. Cho dù khi cô ấy còn sống xinh đẹp mảnh khảnh cỡ nào, hiện giờ là một đống thịt nát. Bộ thi thể sưng phù lên, khắp nơi trên người đều chảy ra xuống dầu xác. Chỉ có ánh mắt tựa như người sống, gắt gao trừng to. Triển Việt vuốt ve khuôn mặt giữa nát và giòn mọt, một bên hỏi: cô xem, hai người chẳng rất giống nhau sao? Nhưng cô so với Tiếu Tuyết thì đen hơn. Mai có thể nhìn anh ta, mà nghĩ anh ta chắc chắn điên rồi. Từ lâu tôi đã chú ý cô. Rất may tôi thông qua rất nhiều cửa ngõ. Biết trong vu thuật của Thái Lan có một loại thuật hoán đổi, đem dầu xác người chết cùng loại dầu vu cực kỳ bí mật pha trộn, thao trên mặt người khác. Người này sẽ chậm rãi thay đổi giống người chết, đến cuối cùng người chết có thể hoàn toàn sống lại trên người kẻ đó, cùng khi còn sống giống nhau như đúc. Cho nên anh tới tìm tôi, đem vu thuật nọ dùng trên người tôi. Anh không biết anh rất tàn nhẫn à? Tôi lại không thù không oán với anh, sao anh không làm chuyện đó trên người vợ mình ấy? Là cô ta hại chết Tiếu Tuyết mà. Mai lớn tiếng giải thích như vậy. Triển Việt bước tới. Loại thuật này nếu dùng trên những người tương tự nhau sẽ nhanh hơn nhiều. Chớ có trách tôi, có trách chỉ trách cô và Tiếu Tuyết quá giống nhau thôi. Triển Việt cầm lọ màu đen sang kia. Hôm nay là ngày cuối cùng cô phải uống hết chỗ dầu này, cô sẽ hoàn toàn biến thành Tiếu Tuyết. Mai sợ hãi, trong lọ kia chứa dầu xác mà. Cô ra sức giãy giụa, nhưng dây thừng buộc rất chặt, lọ của Triển Việt đã đưa đến miệng cô. Mai màng máng nhìn thấy trong lọ đen có giòi bọ trôi nổi và mùi xác thối cực kỳ buồn nôn. Lúc này Mai nhìn thấy thi thể Tiếu Tuyết trong gương, đứng dậy. Mai cho là mình đã nhìn nhầm, nhưng cô quả thật nhìn thấy. Triển Việt thấy Mai gắt gao nhìn ra phía sau anh ta, cũng quay đầu nhìn lại. Tiếu Tuyết quả thật đứng dậy, song đi rất thong thả, nhưng dùng từ bò thì thích hợp hơn. Từng chút bò tới, để lại trên mặt đất từng vệt dầu xác giống như ốc sên vậy. Đừng, đừng tới đây, đừng tới đây. Ngoài dự liệu của Mai, Triển Việt tự hồ sợ hãi. Sợ hãi cuống quýt lùi về sau, lọ cũng ném sang một bên. Triển Việt vừa hô lớn vừa mở cửa. Như cánh cửa vừa mở, Tiếu Tuyết bỗng dưng giống như ếch nhảy mạnh qua, nhào vào người Triển Việt, cùng Triển Việt dính vào nhau. Triển Việt vừa kêu vừa lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó nằm bất động. Mai di chuyển người sang nhìn, hóa ra thi thể của Tiếu Tuyết giống như axit mạnh đem hai người hoàn toàn dung hợp với nhau. Mặt Triển Việt đã hoàn toàn không nhận ra được nữa, tựa như một đống thịt nát. Mai ngồi ước chừng hơn 10 phút mới khôi phục lại. Sau đó cô tự mình tháo dây, gọi điện thoại cảnh sát. Sự tình cứ như vậy kết thúc. Mai về sau mới biết được, hóa ra Tiếu Tuyết hy vọng Triển Việt ly hôn, mà Triển Việt trong lúc khắc khẩu đã bóp chết cô ấy. Vu thuật Triển Việt hy vọng kỳ thật là muốn trói buộc linh hồn của Tiếu Tuyết trong cơ thể Mai, nhưng mà không cách nào trả thù được anh ta. Tuy Mai mặc dù thiếu chút nữa mất mạng, nhưng lại khiến da mình trở nên trắng hơn. Sau khi kể xong chuyện này, cô ấy tươi cười nhẹ nhõm, nói sau khi chuyện này chấm dứt, cô ấy sẽ dần quên đi. Tôi hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Tôi khó hiểu hỏi: thế Mai kia hiện giờ ra sao rồi? Bạn tôi cười với tôi: kỳ thật chuyện trên đời này phần lớn đều là do người ta kể lại thôi. Khi tới chào tạm biệt Mai,
tớ mơ hồ nhìn thấy trên tay cô ấy có lốm đốm màu đỏ. Mặc dù nhỏ thôi, nhưng tớ không nhìn lầm đâu, đấy là tụ máu đấy. Tụ máu? Trời ơi, đừng hét lên như thế. Quả thực là tụ máu, nhưng tớ cũng không nói toạc ra. Kỳ thật sự tình ngay lúc đó ai biết được. Khi tớ điều tra thông tin tại thời điểm đó, không có ghi chép gì. Về sau lăn lộn tìm một người bạn cảnh sát ở địa phương khác, mới biết hiện trường vụ án vô cùng quỷ dị, được liệt vào nghi án. Hơn nữa đích xác có hai bộ thi thể, một xác nam một xác nữ thối rữa mức độ cao. Nhưng Mai có thực là Mai hay không ai biết được. Kỳ thật chỉ cần sau này cô ấy vui vẻ sống tiếp, dựa vào thân phận một người bình thường mà sống, vậy là đủ rồi. Công việc của tớ chỉ là ghi chép lại sự tình này thôi. Tôi như có điều suy nghĩ gật đầu. Thời gian lại sắp đến sáng, xem chừng câu chuyện tối nay đã kết thúc ở đây. Tôi vừa muốn nằm xuống ngủ, đột nhiên con mèo của bạn tôi từ bên ngoài chạy vào, cả người rất bẩn. Mèo của cậu nhìn đẹp thật đấy, tớ cũng muốn nuôi một con, như chơi đồ chơi vậy. Tôi chỉ vào con mèo nói. Mèo nhìn tôi rất thiện cảm, gửi nhẹ một tiếng. Bạn tôi nghiêm túc nói. Mèo là động vật rất có linh tính. Nếu cậu biết câu chuyện của mèo tám đuôi, chỉ sợ cậu không nói ra những lời như thế thôi. Mèo tám đuôi? Tôi hưng phấn nói, nhưng tôi biết bạn tôi lại muốn đi ngủ. Đúng vậy, tôi sẽ kể tiếp. Nói xong, cậu ấy lách mình đi ra. Chuyện thứ hai, mèo tám đuôi. Trong thần thoại Ai Cập cổ, mèo đóng vai trò rất quan trọng. Nghe nói thật lâu trước kia, mèo thống trị nhân loại. Chúng nó xảo trá tàn nhẫn mà lại cực kỳ thông minh. Chúng nó biến nhân loại thành nô lệ sai bảo. Ai ngờ sau cùng chó xuất hiện, chúng đuổi mèo đi, cũng khiến mèo từ kẻ thống trị biến thành thú cưng nhân loại. Vì vậy chó được người Ai Cập xem như bạn tốt, quan trọng nhất trong cuộc sống. Hơn nữa người Ai Cập rất tin rằng mèo sẽ mang đến tử vong. Bạn tôi uống trà chậm rãi nói như vậy. Tôi nhìn khắp nơi. Chỉ có thần thoại Ai Cập đề cập đến mèo à? Con mèo nhỏ đáng yêu kia lại ra ngoài lêu lổng. Bạn tôi cười tự thuật. Đương nhiên không phải. Hôm nay tớ kể chính là câu chuyện về một con mèo phương Đông thôi. Nghe nói lúc ấy Phật tổ từng nói, thế gian trái lại những kẻ có thất khiếu, bảy lỗ trên mặt, hai tai, hai mắt, mũi miệng đều có thể tu luyện thành tiên. Gọi là thất khiếu, kỳ thật ấn theo cách nói ngày nay chính là sinh vật đấy. Mèo hiển nhiên cũng xem như nằm trong đó. Hơn nữa theo ghi chép, mèo tu luyện cứ mỗi 20 năm là có thể mọc ra một cái đuôi. Khi mọc đến cái thứ 9, nó có thể tu thành cảnh giới nhất định. Nhưng cái đuôi thứ 9 này cũng không thực sự mọc ra. Khi một con mèo sở hữu 8 đuôi, nó sẽ nhận được một gợi ý. Nó phải thỏa mãn nguyện vọng của một người. Mà mỗi lần thực hiện một nguyện vọng, mèo nhất định phải biến mất một cái đuôi để thực hiện. Cho nên đây cơ hồ thành một vòng tuần hoàn. Nhưng mèo chân thực theo lời như tớ nói, để hoàn thành tuần hoàn này, vóc dáng cực kỳ tiểu tụy. Do đó nó mặc dù vẫn là 8 đuôi, nhưng không biết đã sống bao nhiêu năm, cũng không biết từng giúp bao nhiêu người đạt thành nguyện vọng rồi. Nó cũng từng hướng Phật tổ oán giận, tiếp tục như vậy làm sao có thể tu luyện đắc đạo. Phật tổ cười mà không đáp. Bạn tôi lại ngừng một chút, thần bí nói tiếp. Kỳ thật, lời phía trên tôi nói chỉ là nghe tổ tiên của tớ kể lại. Bởi vì mèo tám đuôi sẽ không tùy tiện giúp người. Nó chỉ giúp con cháu của người chủ đầu tiên nó thực hiện nguyện vọng thôi. Ở quê tớ ấy, nghe đồn mèo tám đuôi phổ biến, tất cả mọi người hy vọng có thể gặp nó. Bởi vì nếu nguyện ý trợ giúp cậu, cậu có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng gì. Bất cứ nguyện vọng gì đấy. Tôi nhìn xa xăm, mơ hồ nhớ lại trước khi cậu ấy kế thừa tài sản từng về quê một lần. Tôi không nhịn được hỏi, chẳng lẽ cậu từng gặp nó rồi à? Cho nên cậu mới có thể kế thừa số di sản đó. Đồ ngốc, cha mẹ tớ sớm qua đời, tài sản chẳng qua cha mẹ quy định sau khi tớ tốt nghiệp đại học mới có thể nhận. Bạn tôi cười to, cười đến nỗi tôi cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng mà lần đó tớ trở về, quả thật biết vài câu chuyện về mèo tám đuôi. Quê tớ là một địa phương sản vật vô cùng phong phú, đương nhiên chuột cũng nhiều lắm. Để giải quyết nạn chuột, rất từ lâu trước kia mọi nhà đều nuôi mèo. Rất kỳ quái, địa phương chúng tớ không ai nuôi chó. Chúng tớ cũng chưa từng ăn thịt chó,
sự tồn tại của mèo đem lại lợi ích thiết thực rất lớn cho dân bản xứ. Không có chuột quấy nhiễu, lương thực được mùa, cũng sẽ không lây truyền bệnh tật. Cho nên mọi người đều càng thương yêu mèo, mà truyền thuyết về mèo cũng tự nhiên nhiều lắm. Câu chuyện đầu tiên tớ biết là do ông bác của tớ kể. Ông năm ngoái qua đời rồi. Khi ông kể lại chuyện này cho tớ, ông vẫn còn khỏe lắm. Ông mặc dù gần 80, nhưng hạt phát đồng nhan, tóc như lông hạc, mặt hồng hào như mặt trẻ con. Nói chuyện rõ ràng lưu loát, chẳng qua đôi mắt lõm thật sâu, thoạt nhìn có chút dọa người. Bởi vì có bệnh đục thủy tinh thể nghiêm trọng, ông không muốn làm phẫu thuật, đành để như vậy. Để tiện kể lại, phía dưới này sẽ dùng vị trí của ông mà kể. Năm ấy ta và anh công con, tức là ông nội, mới chừng 10 tuổi. Sau thôn có ngọn núi, bọn ta thường xuyên lên núi chơi, hoặc vận khí tốt có thể bắt được vài động vật nhỏ. Phải biết rằng bọn trẻ nông thôn tự biết nuôi sống mình rất sớm. Đương nhiên bọn ta biết trên núi có sói, nhưng bọn ta bình thường không đi xa, chỉ ở sườn núi. Hơn nữa anh công con rất biết phân biệt lãnh địa của sói. Anh ấy biết địa phương nào không đi được, địa phương nào có thể đi. Trước kia bọn ta từng nghe nói trong thôn có truyền thuyết mèo tám đuôi. Nghe nói nó là của một vị thiếu niên trong thôn nuôi mấy trăm năm trước, là một con mèo cực kỳ lớn, lớn đến cơ hồ có thể bằng một con chó bình thường. Hơn nữa toàn thân tuyết trắng, đuôi thô lại dài. Người thời đó rất kính sợ con mèo này. Bọn họ cho rằng con mèo có khả năng chính là mèo yêu. Sau khi thiếu niên qua đời, con mèo này liền không thấy tăm hơi đâu. Sau đó lần lượt có người tuyên bố từng thấy con mèo, mà con cháu của thiếu niên này không ai mà không thăng quan tiến chức. Cuối cùng thành vọng tộc nổi danh trong thôn. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là của mèo yêu ban tặng. Nhưng con cháu của thiếu niên ngậm miệng không đề cập tới, bởi vì cấm kỵ, nếu kể chuyện của bạn và mèo tám đuôi cho người ngoài sẽ giảm thọ. Nhưng dù sao ông cũng sống đủ rồi, nói cho con cháu biết cũng không hề gì. Nói tới đây ông chú cười sang sảng. Thời tiết ngày đó vốn rất tốt, nhưng thời tiết tháng 6 chỉ trong khoảnh khắc đều có thể biến hóa. Mặc dù một tay quan sát thời tiết giỏi như ông, nhưng cũng rất sơ sót. Lần đó ông không gọi ông nội con đi cùng, bởi vì anh ấy phải đến trường ở tỉnh lỵ học, không thể buông thả giống như ông vậy. Do đó ông một mình một người muốn lên núi hái chút nấm hoặc chuẩn bị chút thịt rừng. Nhưng chưa chờ ông đi tới sườn núi, đã đổ một trận mưa thật lớn. Giờ nhớ lại, mấy mười năm qua cho tới giờ chưa từng gặp trận mưa nào to như thế. Ông đành phải tìm một nơi lá cây tương đối rậm rạp trú mưa một chút. Bầu trời cứ nhanh chóng ảm đạm, không khí cũng rất áp lực, cơ hồ quên mất đang là buổi sáng. Ngay khi mưa xối xả cùng chớp giật, ông mơ hồ nghe tiếng sói tru. Theo lý thời điểm này, hơn nữa lại dưới cơn mưa to, sói chắc chắn không thể nào ra ngoài kiếm ăn. Nhưng rất nhanh, tiếng sói tru thứ hai chứng thật suy đoán của ông. Không đợi ông rời khỏi đó, ông đã nhìn thấy bốn con sói vây quanh mình. Ông không phải lần đầu tiên thấy sói, trước kia cũng đã từng theo cha lên núi bắt sói rồi, nhưng về sau chỉ theo người lớn hơn một chút. Lần này ông có khả năng thực sự sẽ xa vào bụng sói. Ông bắt đầu run lẩy bẩy, cũng không rõ là sợ hãi hay là do mưa tưới lạnh nữa. Bốn con sói đều trưởng thành, giữa nước mưa bộ lông của chúng gắt gao dính vào nhau. Điều này làm cho thân hình của chúng hoàn toàn lộ ra. Ông thậm chí có thể đếm rõ xương sườn của chúng có mấy cái, xem chừng bọn nó đói lâu rồi. Ông cứ như vậy cùng chúng giằng co. Ông biết sói sẽ không lập tức công kích người, chúng nó sẽ cẩn thận kiên nhẫn quan sát, tìm kiếm cơ hội tốt nhất, cam đoan một kích chúng ngay. Chính mình cũng không biết, có lẽ giây tiếp theo yết hầu của ông có khả năng bị cắn xé. Lúc này ông nhìn thấy con sói bỗng dưng lùi bước, trong miệng thỉnh thoảng còn phát tiếng gầm nhẹ. Ông biết đó là tiếng gầm gừ mang theo uy hiếp và sợ hãi. Ông nhìn lại bốn phía, quả nhiên ông nhìn thấy nó. Chiều cao của nó cơ hồ vượt quá tưởng tượng của ông, cơ hồ có thể xem như một con sư tử nhỏ. Nhưng cả người tuyết trắng, mưa tựa hồ căn bản không che được bộ lông xinh đẹp của nó. Con mắt giống như hai viên mã não màu đen, phiếm ra ánh sáng không rõ ràng. Hơn nữa bắt mắt nhất chính là cái đuôi của nó, là tám cái, tựa như hoàng đế đi tuần,
dựa vào tán tre đứng phía sau. Ông bỗng nhiên nhớ tới, người trong thôn đều nói rằng mèo tám đuôi bình thường xuất hiện giữa cơn mưa to bất thường, hơn nữa sẽ tìm kiếm người cần thực hiện nguyện vọng. Sói rất nhanh bị dọa bỏ chạy, mèo tám đuôi lửng thững đi trước mặt ông. Trước mặt nó, ông cơ hồ quên mất mình là một người, một con người vốn phải cùng những con người khác ngự trị các loài sinh vật. Ông cảm thấy mình rất nhỏ bé, nhưng ông lại khát vọng sở hữu nó, bởi vì nó thực sự rất đẹp. Nói tới đây, mắt ông chú rất nhu nhòa, nhìn về phía trước, cơ hồ đắm chìm trong ký ức trước kia. Ông chú kể tiếp, nó nhẹ lắc lư cái đuôi, sau đó đong đưa đầu, duỗi thắt lưng lười biếng một cái thật dài, sau đó nhìn ông. Ông biết nó đang đợi ông đưa ra yêu cầu. Hóa ra nhà của chúng ta chính là hậu duệ của thiếu niên kia. Điều này làm ông vừa kích động vừa hưng phấn. Nhưng nó thình lình xảy ra, khiến ông chân tay luống cuống. Ông thực sự chưa nghĩ ra ông nên bảo nó giúp ông thực hiện nguyện vọng gì. Ông cẩn thận hỏi nó, ta có thể sờ ngươi chút không? Nó không lộ vẻ gì, híp hai mắt. Lúc này mưa tạnh, vầng dương rất nhanh lại xuất hiện. Bộ lông màu trắng của nó dưới ánh nắng mặt trời thành trạng thái bán trong suốt. Có thể nó đã đáp ứng, cho nên ông dùng hai tay run rẩy sờ bộ lông gần cổ nó. Người cả đời sờ qua rất nhiều đồ vật, những cảm xúc tốt như tơ lụa, gấm vóc, đồ sứ hoa quang, hoặc như da con gái. Nhưng lông của mèo tám đuôi sờ vào, cảm giác cùng những bộ lông ông từng sờ qua không hề giống nhau. Không hỗn độn như lông mèo bình thường, cũng không mềm mại giống da lông của đám hồ ly người khác đưa cho ông. Không biết là loại cảm giác gì, nhưng vuốt rất thoải mái. Da tay ông phảng phất như đã dính vào nó. Ông thậm chí nghĩ cứ muốn như vậy gối lên da lông nó mà ngủ. Nhưng nó rất nhanh liền né tránh, có lẽ nó không thích tới gần con người. Ông biết nó còn đang chờ nguyện vọng của ông. Tám cái đuôi của nó không an phận, lúc ẩn lúc hiện. Ông thực sự không biết phải thực hiện nguyện vọng gì. Không thể làm gì khác hơn, nói với nó, không bằng theo ông về nhà trước, chờ đến khi ông nghĩ ra sẽ nói cho nó biết. Mèo tám đuôi nhìn ông, bỗng dưng toàn thân thoáng cái lấp lánh, cơ hồ đến sáng mắt, ông mở không ra. Sau đó ông thấy trên mặt đất một con mèo. Một con mèo trắng chẳng khác gì mèo bình thường, hơn nữa chỉ có một cái đuôi. Ông biết nó là tám đuôi. Ông cao hứng muốn ôm lấy nó, hăng hái hướng nhà trở về. Cuộc sống tiếp đó của ông cơ hồ mỗi ngày đều chơi đùa cùng mèo tám đuôi. Người lớn trong thôn cũng không can thiệp vào việc trẻ con chơi đùa cùng mèo. Dù sao khi đó ông không phải đi học giống ông nội con, trong nhà giàu có, cũng liền tùy ông tính tình ham chơi. Nhưng tám đuôi mới đầu rất không hài lòng loại chơi đùa này. Mỗi khi ông giống người ta đùa với những con mèo khác, đem nắm giấy cầu len linh tinh ném cho nó, nó luôn thờ ơ nhìn ông, tự như một ông già nhìn đứa trẻ con nít ấu trĩ vậy. Ông rốt cuộc ý thức được đùa nó như vậy kỳ thật là không tôn kính nó. Mỗi ngày nó đều kêu lên với ông, nếu không thì phe phẩy đuôi ngồi xổm ở cửa. Ông biết nó không muốn sống ở đây, nó muốn mau chóng thỏa mãn nguyện vọng của ông. Thiếu một cái đuôi, sau đó lại lặp lại việc tu luyện vĩnh viễn như vậy. Nhìn bóng lưng của nó, ông cảm thấy nó rất đáng thương. Ngày đó ông ngồi trước mặt nó hỏi, có phải nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện được hay không? Nó không lên tiếng, chỉ uể oải nhìn ông. Ông nói rõ ràng từng chữ, vậy nguyện vọng của ta chính là ngươi có thể có 9 cái đuôi. Mèo tám đuôi ngây dại, con mắt màu đen mã não tràn ngập nghi hoặc. Sau đó là một loại ánh mắt mà về sau ông biết nó gọi là cảm kích. Có lẽ nó rốt cuộc đã hiểu được ý của Phật Tổ. Chỉ có gặp một người đồng ý nói nguyện vọng để cho nó viên mãn, nó mới có thể có 9 cái đuôi. Mọi người trước kia ích kỷ vì mình lo lắng, bọn họ cho rằng mèo tám đuôi vì bọn họ thực hiện nguyện vọng gì hẳn đều có nguyên nhân. Bọn họ không quan tâm đến cảm thụ của tám đuôi, bởi vì mỗi một cái đuôi đều phải trải qua tu luyện mấy mươi năm. Mèo tám đuôi chậm rãi đứng dậy, nằm trước mặt ông, liếm tay ông thật ấm áp. Ông nhìn thấy mắt nó có chút ẩm ướt, có lẽ là nước mắt. Tám đuôi không thể gọi thành tám đuôi nữa. Ông nhìn thấy nó mọc ra 9 đuôi, là hoa mỹ trắng lệ. Thân thể nó lóe ra ánh sáng trắng, đến nỗi về sau thiết đản cùng thôn luôn thề thốt nói ngày đó
thấy nhà ông lóe cường quang màu trắng. Ông đưa mắt nhìn nó rời đi vẫn có chút mất mát. Ông biết cuộc đời ông sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Song tựa hồ cuộc sống sau này đều được nó che chở thì phải. Ông đây cả đời không làm gì, ngược lại trải qua sung sướng bình an, con cái rất hiếu thuận, cơ thể ông thì khỏe mạnh, có lẽ đều nhờ phúc của nó. Còn nữa, ngày hôm qua ông nằm mơ thấy nó nói nó sẽ tới đón ông. Phía trên chính là lời tự thuật của ông chú. Ngày lúc đó tớ nghe xong chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Tớ biết trong y thuật có loại bệnh là tưởng tượng, tỷ lệ phát sinh cao ở người già. Thân thể bọn họ rất khỏe mạnh, nhưng ý thức hỗn loạn. Bọn họ thường đem một vài câu chuyện không liên quan gì sâu chuỗi cùng, thành tổ hợp cái gọi là ký ức của mình. Tớ không biết ông chú có phải là mắc loại bệnh này không, nhưng rất nhanh trước khi tớ rời quê, ông cụ đã qua đời. Đi vô cùng an tường. Chính là ban ngày ngủ trên ghế mây mà đi, người trong nhà cũng nói gọi là hỷ tang. Trong tang lễ tớ vai vế lớn nhất, cho nên linh cữu ngày đầu tiên là tớ đến thủ. Đêm đó đã phát sinh chuyện chứng thật câu chuyện của ông chú. Đại khái là rạng sáng hơn 2 giờ gì đó, phần lớn mọi người tản đi, chỉ có vài người túc trực bên linh cữu, phần lớn ngủ như chết ấy. Nhưng tớ lại thần kỳ thanh tỉnh. Vừa nghĩ tới thân nhân mấy ngày hôm trước còn cùng tớ chuyện trò vui vẻ, thoáng cái âm dương cách biệt, tớ ít nhiều có chút bi thương. Nhưng đang đêm yên tĩnh, tớ nghe thấy một tiếng mèo kêu, cũng không khủng bố quỷ dị như trong phim ảnh, mà là tiếng kêu tràn ngập ôn nhu. Tớ cũng nhìn thấy mèo tám đuôi ấy, không hẳn gọi nó là chín đuôi rồi, giống hệt như ông chú miêu tả. Lần đầu tiên thấy nó, mọi người sẽ kinh thán vẻ xinh đẹp của nó. Bộ lông cứ phải nói là trắng như tuyết, hai mắt đen nhánh như mạc ngọc. Hơn nữa chín cái đuôi màu trắng bồng bềnh càng thêm lộ vẻ quý phái ung dung. Nó đi thẳng về phía tớ, hoàn toàn không để ý đến sự kinh ngạc của tớ. Tớ rất muốn đánh thức những người khác, nhưng miệng tớ nói cái gì cũng không nên lời. Tớ liền nhìn nó đi tới trước linh cữu của ông chú. Như vừa rời khỏi ông chú năm đó, liếm liếm cái tay của ông, sau đó liền biến mất như một trận khói vậy. Qua thật lâu tớ mới phát hiện tớ có thể nói thành tiếng, nhưng tớ không kể cho người khác. Tớ biết thế nào cũng sẽ bị trêu chọc cười nhạo thôi. Hơn nữa trong lúc mai táng nghiêm túc thế này, chỗ chúng tớ rất kiêng dè. Sau khi lễ tang của ông chú kết thúc, tớ mới trở về. Hơn nữa sau này tớ cũng chưa từng gặp qua mèo tám đuôi nữa. Truyền thuyết về nó tựa hồ kết thúc. Tôi nhịn không được cảm thán nói, con mèo thần kỳ thật mà. Bạn tôi hỏi, chính xác, nhưng cậu tin không? Đương nhiên, nếu người khác nói, tớ còn có thể không tin, nhưng cậu nói có ly kỳ mấy tớ cũng tin. Tớ kiên định nói như vậy. Bạn tôi cười vỗ vỗ bả vai tôi. Vậy là tốt rồi, nhân sinh có được một tri kỷ chết cũng không tiếc. Có cậu tin là đủ rồi. Ý bảo tôi nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi biết câu chuyện đêm nay đã kết thúc. Sau khi bạn tôi rời khỏi, phòng lại khôi phục sự yên tĩnh của mình tôi. Lúc này con mèo của bạn tôi từ bên ngoài trở về. Tôi nhìn con mèo đáng yêu nghĩ thầm, nó có thể thành con mèo tám đuôi kia không? Nếu ai có duyên nhìn thấy mèo tám đuôi, nhớ kỹ nhất định phải nói nguyện vọng muốn nó có chín đuôi, bởi vì chúng quanh quẩn ở nhân thế rất cô đơn tịch mịch.